Cô có sáng tạo cái trò quay hôm xưa đúng không? Cái thằng kia nó có chơi viết hay bật nhạc thì họ có bật nhạc hay là dân tốc không? Cô không cần máy quay quay ấy. Đầu óc của bố này thấy nó ngon lắm. Nó lướt TikTok này, bật YouTube này. Chủ chơi game luôn. Chủ nó chơi game mà chơi game bật nhạc cũng dính. Đi đường nhá, để nhạc nhẽo cũng dính. Đấy chưa? Tắt cho nhanh. Em hôm qua chú không nhắc được mà không lý, đúng không? Hay quên lắm. Chết kênh chú. Chết kênh này chết đói. Ở thật mà, chết kênh làm gì có tiền nữa đâu.